Không ngân bằng. Nếu bạn muốn tổ chức một bữa tiệc sang trọng, bạn có thể đến nhà hàng hoặc khách sạn. Nhiều khách sạn có những nhà hàng hoặc quán bar rất tuyệt vời. Trên tan thân của nhiều khách sạn. Bạn có thể vừa ăn uống vừa ngắm cảnh của thành phố. Ở đâu bạn cũng sẽ được phục vụ chờ đâu. Nhiều người nước ngoài rất thích nem rán và phở. Hai thứ này rất ngon, không đắt và khá phổ biến. Nếu bạn sống ở Hà Nội mà chưa ăn hai thứ này, bạn hãy thử xem. Chắc chắn bạn sẽ thích này. Cảm ơn em. Năm chữ. No, 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 no. Bạn có thể tìm nơi ăn uống ở Hà Nội rất dễ dàng. Phố này cũng có nhà hàng với đầy đủ và các món đặc sản và các món ăn ở Việt Nam không những ngon mà còn rẻ. Bạn có thể chọn nhiều món cùng một lúc mà không sợ béo, vì các món ăn có nhiều rau và có nhiều vị chua cay, hot. Với khẩu vị của tất cả mọi người. Nếu bạn chỉ có cái điện thoại di động đó, bạn sẽ dễ hơn đúng không? Nếu bạn chỉ có vài nghìn cái túi, trong túi bạn có thể chọn ăn ở quán nhà hàng. Tiết thứ hai thì sẽ gì? Không có năm mà chỉ có bốn. Có nhạc nào? Victoria. Hôm nay chúng ta là các em gì nghỉ quên hết rồi, quên cả cô Vân Anh, quên cả tiếng Việt phải không? Đã. Tiết thứ sau là hôm nay là Ina 5 điểm và Marga 5 điểm trừ đấy, còn lại. Bây giờ các em, chúng ta đã học bài nào rồi? Chúng ta đã học những từ nào? Các em bắt tay lại tất cả những từ nào các em đã biết bài học trước. Các kia sờ bác. Chúng ta đã học gì? Từ nào, những từ nào các em? Bắt tay lại. Những từ nào các em đã biết? Từ nào? Chúng ta học đang học về bài gì? Nhà hàng đúng không? Các món ăn, những món ăn nào em biết? Bên bên xem. Là cái gì nữa? Mông
dạ. Rồi chị các em nói lớn lên dạ. Từ nào nữa các em? Đặt ăn rồi. Dạ, đặt ăn rồi. Dạ. Về tiếp sản chung. Хорошо. Từ nữa? Người phục vụ. Dạ, người phục vụ. Giáo phụ sở cả chưa? Хорошо. Tổ chức. Dạ. Tổ chức. Tổ chức. Sơn lên nữa. Phù hợp. Phù hợp. Đã. Phù hợp. Nó. Phù hợp với cái gì? Ina. Bất khả dĩ. Thích hợp hoặc phù hợp. Đã. Thích hợp hoặc phù hợp. Phục vụ. Phục vụ. Đã. 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 Khơi sâu. Cấu trúc nào các em đã biết? Construction. Vừa. Đã. Ý. Đã. Nó được. Ý gì? Nào. Đã. Cũng được. Cái gì nữa? Nào. Cha nào con.